Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị khách hàng ạ. Trước màn ảnh nhỏ, quý vị khách hàng là một chiếc xe số tự động đến từ nhà Kia. Đây là chiếc xe Kia K3 số tự động 2015. Vâng, cách đây tầm khoảng chắc 4-5 ngày thôi. Đấy, là em có về một con K3 2015 bản 2.0. Thì xe thì về chưa kịp đóng đít, mới có 3 ngày này em bán rồi. Thì em cũng bán cách đây tầm 2-3 ngày rồi đấy. Đấy, em cũng bán cái này tầm 2-3 ngày rồi. Thì ấy là chiếc xe K3 tự động bản 2.0. Hôm nay em về một con K3, nhưng mà con này là bản chấm 6 thôi. Đấy, bản chấm 6 thì nó cũng sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn mọi người nhá. Đấy, tiết kiệm nhiên liệu hơn bản 2.0. Thì 2.0 thì máy nó sẽ to, nó sẽ khỏe hơn thì nó phải ăn xăng nhiều hơn. Còn chấm 6 thì máy nó nhỏ hơn, thì động cơ nhỏ hơn thì nó phải tiết kiệm hơn rồi. Với dòng xe bản chấm 6 nó sẽ khác biệt so với 2.0. Chấm 6 nó không có ghế điện đấy mọi người nhé. Đây, bản chấm 6 không có ghế điện. 2.0 nó sẽ có ghế điện ở đây. Chúng ta không phải chỉnh bằng tay nữa mà chúng ta chỉ cần ấn bằng điện thôi. Đấy, có thể điều chỉnh được. Về chức năng của chiếc xe thì nó cũng giống bản 2.0. Nó cũng có vô lăng tích hợp. Đấy, cũng có điều hòa auto, cũng có cửa lock. Về phần đèn thì cũng có giải đèn LED, đèn bi. Cũng nhiều tính năng, chỉ khác biệt nhau là không có ghế điện và có ghế điện thôi. Nhưng mà giá thành nó cũng sẽ chênh lệch nhau mọi người nhá. Nếu mà 2015 bản 2.0 em bán là 278 triệu, thì con này 2015 bản chấm 6 em bán cái giá nó sẽ rẻ hơn mọi người nhá. Đây, mọi người có thể tham khảo. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết chiếc xe K3 tự động 2015 bản chấm 6 này để cho mọi người chúng ta xem và chúng ta tham khảo đây. Xe còn trang bị điều hòa auto mọi người nhé, có đề lỗ đây. Đấy, order con này thì chạy cũng em mọi người xem này, 10 vạn rồi, 2015, bây giờ là 2023, cũng qua 8 năm sử dụng rồi, bình quân mỗi năm chạy hơn 1 vạn. Hệ thống gương cụp xe mọi người nhé, đây hệ thống gương cụp xe đây. Đấy, đây là một chiếc xe gia đình, những cái phần táp ly của nó cũng còn rất là đẹp đấy mọi người. Đây, vô lăng 3 chấu và tích hợp đây. Đấy, đây, bây giờ thì em sẽ ra ngoài quay chi tiết để mọi người xem đi ạ. Vâng, được trang bị hệ thống xi nhan tích hợp trên gương. Về phía đằng trước mọi người có thể xem đây. Xe có trang bị đèn bi mọi người nhé, giải đèn LED ban ngày đây. Ái biển 19A83772. Vâng, nếu mọi người đang có nhu cầu thì hãy alo cho em. Số điện thoại thì em có ghi bên trên màn hình rồi, mọi người có thể dễ dàng gọi điện cho em ạ. Bản 2.0 em bán là 378, thì con này là chấm 6 em bán giá của nó là 368 mọi người nhé. Chấm 6 và 2.0 thì nó sẽ chênh lệch nhau tầm chục triệu hoặc là hơn chục mọi người nhé. Xe được mang trên mình lớp sơn màu đen, form dáng đẹp vì dòng này là dòng phân khúc C mọi người. Hệ thống đèn cũng đã được Optilock đầy đủ hết rồi, cảm biến trước, cảm biến đằng sau, đấy, cảm biến phòng quanh xe luôn. Đây em quay phần gầm đây mọi người này, đây mọi người nhìn gầm đây, rất là sáng mọi người nhé. Xe em đang để lỗ đấy ạ. À, nhưng mà mọi người xem này, đấy, vô không có hiện tượng cột khói mọi người ạ. Đây khung sườn bên đây của nó đây, đấy, rất đẹp luôn. K3 tự động 2015 bản chấm 6 mọi người nhé. Một chiếc xe gia đình sử dụng, như mọi người nhìn những cái phần táp ly của nó này, rất đẹp mọi người. Lót sàn 3D. Đây ạ, cửa lóc đây mọi người. Đấy, cửa lóc đây. Ghế da đây. Đây là phần nội thất đằng sau. Với dòng xe K3 được trang bị hai vùng điều hòa độc lập mọi người nhé. Một dàn trước, một dàn sau đây. Và em cũng giật sơ qua những phần đinh chập để mọi người có thể nhìn đi ạ. Những cái phần đinh chập của nhà máy đây mọi người nhé. Táp ly đẹp này. Đấy, chỉ chiều của chiếc xe K3 đây. Đây ạ. Dòng xe này được trang bị 4 phanh đĩa mọi người nhé. Lốp này, phần cô lốp này, không han, không mục mọt. Đây, đây ạ. 368 triệu thì không phải là cái giá em quảng cáo nói 10 bán 10 được. Đấy, vẫn còn bớt và còn thương lượng. Mọi người cảm thấy cái giá nào hợp lý thì cứ mạnh dạn gọi điện cho em. Thuận mua vừa bán mọi người nhé.
giá thì em đưa ra, tiền trong túi mọi người. Mọi người cảm thấy giá nào ok thì liên hệ với em để chúng ta bàn bạc về giá. Đây những cái phần tắp ly của nó này, rất là ok mọi người nhé. Đây những cái phần keo chỉ của nó đây, cửa đóng này, chắc lịch. Đấy, tay nắm cửa này, nẹp chân kính này, đây. Đấy, nẹp toàn bộ rồi. Đây là tắp ly này. Con này thì họ cũng đã thay một cái bộ ghế da rồi mọi người nhé. Thay cái bộ ghế da rồi. Nên nhìn cái bộ ghế của nó cũng rất là sạch đây. Đấy, rất là sáng như vậy. Con này máy 1.6 thì mức tiêu hao nguyên liệu của nó sẽ dao động tầm khoảng bao nhiêu ạ? 7 lít trên 100 cây. Đăng kiểm tháng 4 năm sau. Đấy, giá công khai cửa hàng nhằm điện. Giả đèn LED mọi người nhé. Đèn bi này. Cảm biến vòng vân xe đây. Đấy. Có trang bị màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Và bây giờ thì em sẽ quay phần khoang động cơ của nó này. Dạ vâng, đây là phần khoang máy của chiếc xe Kia K3 tự động 2015 bản 6 mọi người nhé. Đấy, về phần máy đây, khô ráo sạch sẽ, mấy 6 này nó sẽ bé hơn là 2.0. Đấy. Đèn nguyên bản của nó này, đây ạ, đèn nguyên bản mọi người nhé. Máy lộ rất là êm. Con này về phần máy thì... nó ra về phần mặt máy rồi mọi người nhé. Keo mạch máy không còn. Đây phần cabo này. Chống nhiệt cabo đây. Vâng, 368 triệu cho một chiếc xe phân khúc C Kia K3 tự động 2015 mọi người nhé. Vâng, nếu mọi người đang có nhu cầu thì hãy alo cho em. Số điện thoại thì em có ghi lên trên màn hình rồi, mọi người có thể dễ dàng liên hệ với em. Vâng, em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể quý vị khách hàng đã luôn luôn ủng hộ cũng như theo dõi kênh mua bán của em ạ. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.